đặc biệt đây là bên em có cá diên chiên sốt Thái, sốt Thái bên em tự nấu. Cứ mua 100 là nó sẽ có đầy đủ đồ, tầm 20, 20 mấy món. Cá viên chiên thì ở đâu không vậy? Quá bình thường. Nhưng mà các bạn phải thử cá viên chiên sốt Thái đi nha. Thật sự ăn nó bánh cuốn dữ lắm luôn á mấy ông mấy bà ơi. Không thì cũng có sốt trứng mắm bơ tỏi nữa nè. Thôi mình nên thử sốt Thái một lần đi nha. Đây là cái phần lộn xộn 100 hùng gọi nè. Ê hề, ăn đã luôn. Đây bán giá bình dân cho học sinh, sinh viên đồ cũng nhiều á anh. Quán này thì rất là bình dân luôn. Như chả cá tàu hủ kia, chả cá rồng biển, hoàn thánh phô mai cũng đồng giá có 15 ngàn à. Ăn cái gì cũng vậy, cứ hễ có phô mai là tôi mê à, là làm lòng tôi sao xuyến liền. Rồi, cũng có trà sữa, trà tắc, mì trộn nữa nè. Mà trà tắc, trà sữa, ly trà bá luôn, cũng chỉ từ có 20 à. Mà nè, cái phần mì trộn này cũng ngon không kém nha. Quá hấp dẫn luôn đúng không? Quá trời topping luôn nè. Nào loại tóp mỡ giòn rụm, xá xíu, cái chén nước súp thì đầy tràn luôn. Bò tái, bò viên, tôm, mực, đậu hũ, da heo phồng. Rồi cái trứng lòng đào nữa. Nghe kể thôi mà đủ no luôn rồi đó. Ê, chưa hết đâu nha. Phía trước quán còn có hamburger, hot dog nữa. Mà ta nói quán này ăn giặt là cái gì cũng có luôn. Rảnh thì các bạn cứ ghé trải nghiệm thử nha.